bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 16. Cơm mắt đỏ mắt, mắt kéo mây. Nhỏ dầu mè lâu năm, mỗi lần 2 giọt, một ngày 3 lần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.